Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vũ Xuân Lộc Official. Trong video này mình chia sẻ tới các bạn bài toán có nội dung như sau. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1 và tam giác đều BEF có cạnh bằng 1. Đường tròn tâm O nội tiếp hình vuông. Đường tròn tâm H nội tiếp hình tam giác. Câu hỏi đặt ra: tính độ dài đoạn OH. Xin mời các bạn cùng suy nghĩ về bài toán trong thời gian khoảng 1 phút. Ta gọi M là trung điểm của AB, N là trung điểm của BE. Khi đó ta có OM là bán kính của đường tròn tâm O, HN là bán kính của đường tròn tâm H. Và ta có OM bằng MB, bằng NB, bằng NE, bằng 1/2. Bây giờ ta nối H với E và ta xét tam giác HNE vuông tại N thì chúng ta có được đường tròn nội tiếp là đường tròn có tâm là giao điểm của 3 đường phân giác, cho nên tia EH là đường phân giác của góc BEF, mà góc BEF này bằng 60 độ vì tam giác BEF là tam giác đều. Do đó góc NEH sẽ bằng 30 độ. Như vậy chúng ta biết được NE, biết được cái góc NEH, do đó ta sẽ tính được NH. NH sẽ bằng NE nhân tang 30 độ. NE bằng 1/2, tang 30 độ bằng 1 phần căn 3. Như vậy HN sẽ bằng 1/2 căn 3. Tiếp theo, để tính được x bằng độ dài đoạn OH thì từ điểm H ta sẽ kẻ HK vuông góc với OM như hình. Như vậy muốn tính được x thì chúng ta sẽ tính OK và HK. Ta có HK bằng MN bằng 1, KM bằng HN bằng 1/2 căn 3, OK sẽ bằng OM trừ đi KM. OK sẽ bằng 1/2 trừ 1/2 căn 3. Quy đồng ta được bằng căn 3 trừ 1 chia 2 căn 3. Tiếp theo, xét tam giác HKO vuông tại K, ta có OH bình sẽ bằng HK bình cộng OK bình. Tức là x bình bằng HK bình cộng OK bình. HK bằng 1, OK bằng căn 3 trừ 1 chia 2 căn 3. Cho nên ta được x bình sẽ bằng 1 cộng với căn 3 trừ 1 tất cả bình chia cho 12. Ta khai triển hàng đẳng thức này ra sẽ bằng căn 3 bình phương là bằng 3 trừ 2 căn 3 cộng 1. Như vậy là bằng 4 trừ 2 căn 3. Quy đồng lên ta được 16 trừ 2 căn 3 chia cho 12, rút gọn cho 2 ta được bằng 8 trừ căn 3 chia 6. Từ đây thì ta suy ra x sẽ bằng căn bậc 2 của 8 trừ căn 3 chia 6. Video này mình tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video. Rất mong được quý vị và các bạn ủng hộ kênh bằng cách subscribe, ring the bell, like và share để mọi người cùng được biết đến video này. Thank you for watching. See you the next video.